Kính thưa quý vị, nông dân Nga mở nhà máy phô mai, tin từ Dorosco, Nga. Oleg Sitov, một cựu nhân viên ngành kỹ nghệ thông tin tại Nga, ngày thứ Sáu 7 tháng 8 đã khai trương nhà máy sản xuất phô mai, một năm sau ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cấm nhập cản thực phẩm của phương Tây để trả đũa Liên Âu cấm vận nước này. Đối với sirota biện pháp cấm vận là một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời ông ta. Sirota nói, khi đứng trước nhà máy sản xuất phô mai vừa được thành lập tại một ngôi làng thuộc thành phố Dubrovsko, cách mặt tư khoa khoảng 80 km về phía Tây, rằng ông ý thức được sự khả thi của giấc mơ của mình sau khi lệnh cấm vận được ban hành. Nga cấm nhập cản nhiều loài thực phẩm của các quốc gia phương Tây để trả đũa lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, Liên Âu và các đồng minh vì cuộc đối đầu diễn ra tại Ukraine. Ông Sirota nói rằng ông quyết định bán nhà, bán hai chiếc xe hơi và vay thêm 120.000 Mỹ Kim để mở một nhà máy sản xuất phô mai. Ông này hiện đang ngủ trong một căn liều bên ngoài nhà máy. Nói ông không ân hận khi thay đổi cuộc sống của mình và cho rằng lệnh cấm nhập cản thực phẩm của châu Âu là một bước ngoặt trong lịch sử nước Nga các loại thực phẩm của Liên Âu, Hoa Kỳ, Úc, Canada và Na Uy đã bị cấm nhập cảng vào Nga, bao gồm thịt heo, thịt bò, thịt gà, cá và hải sản, sữa và các sản phẩm từ sữa, trái cây, rau quả và hạt đậu. Nhà máy của ông Sirota sản xuất phô mai của Ý.